Xin chào, mình tên là Daniel, tới từ Tiên Academy, kênh về đầu tư hay nhất tại Việt Nam. Và hôm nay mình sẽ nói về Bitcoin. Bitcoin được tạo ra lúc 2009 với trách nhiệm và bởi vì nó muốn thay thế tất cả tiền ở trên thế giới này. Ok, thì nó bởi vì vậy nhà băng quốc tế, quỹ tiền tệ quốc tế và nhà băng mà gọi là nhà băng trên hết đó. Ok, thì tất cả mọi người, những người đó, người ta rõ ràng người ta muốn giữ cái quyền chất của họ thì người ta sẽ làm bất cứ cái giá nào để đánh vỡ tiền điện tử và Bitcoin. Nhưng đánh vỡ được Bitcoin á, có nghĩa là nó phải có vài thứ nó xảy ra. Ok, cái thứ đầu tiên á, thì là chiến tranh. Nếu mà chiến tranh thứ ba thế giới thể xảy ra thì bạn cũng không nên quan tâm về tiền điện tử lên để đâu, bởi vì người ta, tất cả mọi người sẽ quan tâm về nước, thức ăn hay là nhà lương thực chứ cũng không quan tâm về tiền đâu. Ok, và chỉ có vậy thôi. Riêng đánh vỡ được Bitcoin thì nó hơi khó mà làm, bởi vì nó phải tắt hết tất cả những cái máy tính trên toàn thế giới này. Ok, bởi vì vậy thì nó không có khó thể làm được. Ok, nhưng tất cả mọi nước mà có quyền chức giống như nước Mỹ, ok, thì người ta giống như, tại sao người ta không ra luật rõ ràng để cho cái người dân giống như mình nhỏ và lẻ biết luật mà để chơi, hay là những cái quỹ lớn để người ta thấy có cái luật lệ rõ ràng để người ta nhảy vô, để người ta rót vô tiền tỷ. Ok, thì rõ ràng những cái nước khác, giống như nước Anh nè, ok, nước Canada nè, giống như ở bên Saudi Arabia nè, thì có những cái nước đó nó người ta chào mừng tiền điện tử nhiều hơn, bởi vì người ta biết cái tính chất thật của nó là tiền đường tương lai. Ok, bởi vì vậy có những, nhưng mà ngay bây giờ, ok, thằng Mỹ vẫn nắm đầu thế giới. Ok, thì để mà có một số lượng nhiều con người đầu tư vô nó, những nhiều con người nhỏ và lẻ và những cái quỹ lớn đầu tư vô nó, thì luật lệ bên Mỹ phải rõ ràng. Thì mình đang đợi cái luật đó để ra. Ok, thì ngay bây giờ riêng thằng BTC nè. Ok, là xác định nó gọi là commodity, có nghĩa là nó là giống như lúa gạo bắp rồi đó. Ok, riêng nó thôi là có một tính chất đó và nó được so sánh là vàng điện tử. Ok, thì bạn nghĩ bạn nên đầu tư ngay bây giờ hay không? Xin chào.